Alo. Dân. Giám đốc Đặng Hoài Lân xin nghe. Dạ dạ. Xin lỗi anh hai. Dạ. Em biết. Em biết hết chứ anh hai. Anh hai yên tâm đi. Em sẽ xử lý nhanh gọn hết anh hai à. Dạ dạ. Dạ đâu có đúng. Dạ có chứ anh hai. Có hợp đồng lao động hết chứ anh hai. Làm sao em dám qua mặt được anh. Dạ. Dạ. Có mua bảo hiểm luôn. Dạ. Lương thưởng nhân kịp thời và đúng như quy định. Em đâu có nghe ai phản ảnh gì đâu anh hai. Đâu có. Dạ. Vật tư chủng loại đâu ra đó. Không bậy bạ được đâu anh. Dạ. À, có kỹ sư giám sát hàng ngày. Dạ. À, tiến độ có hơi chậm một chút. Nhưng anh hai yên tâm đi. Để thằng em lo. Dạ. Em không để anh hai mất uy tín đâu. Dạ. Anh hai ơi, chiều nay em xin phép qua nhà anh hai chơi một tí được không anh hai? Dạ. Dạ. Anh bận thì thôi vậy. Hẹn anh hai bữa khác nha. Dạ. Dạ. À, cảm ơn anh hai. Dạ. Chào anh. Mồ tổ cha nó. Chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Vài tiếng tiếng tay đồn rần rần đến tai tổng giám đốc. Thằng Quý Đen, thằng Bảy Lùn đâu? Vô đây ta biểu chút coi. Quý Đen, Bảy Lùn. À, anh Lân, tụi nó đi vắng hết rồi. Tôi vừa sai tụi nó ra ngoài giải quyết một số việc ở bên tôi á. Mà có chuyện gì? Sao thấy anh có vẻ bực tức gì? Không bực mới là chuyện lạ đó. Chú Hải nè, không hiểu lý do nào chuyện tai tiếng của công ty mình đã đến tai ông tổng. Thiệt chẳng ra thể thông chút nào. Tôi đang điên đầu mời tiến độ thi công, mấy tháng vẫn chưa xong hố mong công trình. Và cứ đinh linh công nhân mình vô hại, bởi đám tép riêu chưa dám quậy bao giờ. Vậy mà mới đây tôi thật là bất ngờ, cấp trên bây giờ đã biết hết chuyện công ty. Tôi rất nghi là thằng ba thờ nóng cạn, xúi dục công nhân đấu tranh làm loạn. Chứ hai đánh hơi mà viết đơn tố cáo, hắn muốn lật đổ mình để nắm lấy công ty. Giang Huy mới biết anh hùng, tôi chú đã từng sống chết có nhau. Vậy giờ đây anh muốn thế nào? Tôi sẽ kêu người xử nó cho anh coi. Không, mình không thể dùng sức mạnh mà khuất phục thằng Thời được. Chú Hải à, nó là chủ tịch công đoàn công ty mà. Mình phải mềm dẻo, phải từ từ đưa nó vào trong. Lạc mềm thì buộc chặt, phải không chú? Chính xác, anh nói quá đúng. Trước mắt là phải tìm cách lôi kéo dụ dỗ nó theo mình thông qua vợ con nó. Dù sao thì khi nó xem mình như là một ân nhân, thì cái máu liều của nó tự dưng sẽ biến mất. Mình sẽ tha hồ mà sai bảo nó, cũng như sai bảo thằng Việt trợ lý vậy. Ok, quá hay. Quá là không hổ danh là Tư Lân. Giám đốc của một công ty thời đại. Chú nịnh hơi lố đó nghe. Thôi, chú mau chỉ đạo đàn em làm chuyện này giúp tôi đi. Yên tâm, tôi mà ra tay thì chuyện gì cũng xong ráo rồi. Tôi đi à. Ừ, đi vui vẻ nha. Ai đó, mời vào. Dạ, chào ông giám đốc. À, anh Ba Thời đó à. Mời anh ngồi. Vâng, xin phép được làm phiền ông giám đốc một chút có được không ạ? Vô tư, anh cứ vô tư đi. Anh là kỹ sư giám sát của công ty mà. Xin anh cứ vô tư phát biểu ý kiến. Vậy để không làm mất thời giờ vàng ngọc của giám đốc, tôi xin hỏi thẳng, là đơn từ khiếu nại của anh em công nhân
có giải quyết hay không. Tất cả chúng tôi vẫn trong ngóng từng ngày. Lương thưởng gì sao cứ nở hoài không trả, để cơm áo gạo tiền vất vả mấy tháng này. Ông tính bao giờ mới giải quyết đây? Vấn đề này đâu phải của riêng ai. Ngân hàng kẹt tiền chưa thể rút ngay. Tôi thì lũ cu chưa tính đến chuyện này. Tình thế bất ngờ nên tôi cũng bó tay. Giám đốc nói bó tay là sao? Ông làm giám đốc, ông phải chịu trách nhiệm trước đội ngũ công nhân chúng tôi chứ. Chúng tôi đâu có uống nước lã mà làm việc được phải không ông? Anh ba, tôi có hứa là sau giai đoạn thi công hoàn tất hố móng, tôi sẽ giải quyết em đẹp hết mà. Cũng do tiến độ hiện nay chưa đạt yêu cầu, làm sao rút tiền được. Lỗi là hoàn toàn ở nơi ông mà thôi. Nếu cứ như thế này thì tôi nghĩ những cái hố móng đó đó khó lòng mà hoàn thành theo tiến độ được. Tại sao vậy chứ? Là một kỹ sư giám sát, chịu trách nhiệm chất lượng của công trình, nên chính tôi đã góp ý và ngăn cản không cho phép họ tiếp tục thi công nữa. Anh nói vậy có nghĩa là... là có quá nhiều sai phạm trong thi công ông giám đốc à. Tôi nghĩ phải chấn chỉnh ngay. Anh ba, anh đã xen quá nhiều việc của tôi rồi đó anh ba. Không, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một kỹ sư giám sát mà thôi. Người ta thường nói, ở đời có những chuyện mình biết là phải tỏ ra không biết. Thấy mà cũng phải cố ngoảnh mặt làm ngơ mới là kẻ thức thời, là người thông minh đó anh ba. Cái gì? Ý ông muốn tôi trở thành một thằng bù nhìn à? Không, không bao giờ. Lương tâm và trách nhiệm không cho phép tôi làm như vậy. Rất tiếc. Anh ba, vậy là cuối cùng anh vẫn muốn trông đôi chúng tôi làm mấy chuyện trời ơi. Sắt thép vỡ đến đời còn tư thâm mà thôi. Lắp đất rồi ai mà thấy gì đâu, kết cấu này chất lượng cũng khá cao. Ngay ban đầu đã ẩu từ thiết kế thi công. Anh làm tôi điên đảo mà có biết hay không. Ngoài đơn từ yêu tố bên chồng đến kéo bè kết phái đình công. Muốn hay không cũng cần xếp lại, để công trình mãi mãi bền lâu, để ông khói điên đầu nhìn công trình xuống cấp mà đau. Anh quá lời rồi ba Thời à. Anh thừa biết nếu anh đau một, còn tôi nè, tôi đau hơn 10 mà. Xuống cấp sao được? Không cần nói nhiều nữa. Ông Lân, với cương vị là chủ tịch công đoàn, một lần nữa tôi yêu cầu ông phải xem xét lại tất cả những sai phạm của công ty. Anh nói tiếp đi. Theo đơn khiếu nại của các anh em, ông vẫn chưa ký hợp đồng lao động cũng như bảo hiểm cho công nhân, không thanh toán lương thưởng theo như quy định, tùy tiện thay đổi kết cấu, chất lượng vật tư công trình, và còn nhiều, rất nhiều sai phạm khác nữa. À, có như vậy thôi mà anh đã muốn quậy lên tới tổng giám đốc công ty, có phải không? Không, đó chỉ là ý kiến và nguyện vọng của tất cả các anh em ở đây. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Anh ba, anh ba à, mình là anh em cùng ăn một mâm, ngồi chung một xuồng mà anh ba. Tôi thật lòng khuyên anh nên tỏ ra biết điều một chút. Biết điều? Phải. Anh cứ làm ngơ tất cả đi, đừng nghe lời xú dại của mấy đứa nó mà ảnh hưởng đến tôi, đến công ty chứ. Cả cũng chỉ để kiếm cơm mà thôi. Anh ba, anh yên tâm đi, anh sẽ có phần trong đó. Còn nếu không thì... Nếu không thì sao? Ông Lân, ông định hăm dọa tôi đó à? Ồ không không,
anh hiểu sai ý tôi rồi. Nếu không thì... Thì sao? Thì anh em mình cần phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Chứ có gì đâu mà anh nóng giận. Tôi là giám đốc công ty, chuyện này không xong được là nguy. Thì giải quyết ngay đi, có gì mà ông nghĩ ngợi. Mọi người đã chờ đợi quá lâu, tôi biết phải ăn nói làm sao. Tôi muốn anh hiểu rằng mình phải sát cánh bên nhau. Chuyện còn con mà đâu có gì quá lớn lao. Đừng có cao sùm đen cấp trên mà điều tra tiếp được. Thôi rồi tan nát công ty, mọi người thất nghiệp hết là nguy. Ông mà cũng sợ công ty bị giải thể, mọi người bị thất nghiệp à? Sợ chứ. Thôi thôi, được rồi, tôi nhượng bộ các anh đó. Anh cứ về nói với anh em, đừng làm rùm beng mọi chuyện nữa, sẽ không hay lắm đâu. Tôi sẽ từ từ giải quyết. Tôi hứa cuối tuần này tôi sẽ lo xong hết. Tôi mong ông hãy giữ lời. Lần này là lần cuối, tôi không muốn phải lên đây gặp ông lần nữa đâu. Yên chí đi, tôi hứa là sẽ giữ lời mà. À, còn chuyện vật tư sắt thép, nguyên liệu dọn, không nhãn mác bao bì thì... Thay đổi toàn bộ luôn. Thay thế đúng chủng loại đã thiết kế, được chưa? Được, tôi tạm tin ông thêm một lần nữa. Thôi, chuyện tới đây đã xong rồi, tôi xin phép về làm việc đây. Dân, cảm ơn những lời góp ý chân thành của anh. Cảm ơn rất nhiều. Mời anh. Ba Thời, mày nghĩ mày là ai? Mày là ai mà muốn sai khiến tao? Là ai mà dám tố cáo tao hả Ba Thời? Ba Thời, mày muốn chơi với tao chứ gì? Được, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Chơi tới bến luôn. Cho mày biết thằng Tư Lân này nè, không dễ cho mày giỡn mặt đâu. Rồi mày sẽ thấy. Có ai biết được, có mình tôi buồn. Dẫu trong tiếng cười ngần lệ thoáng qua hồng. Để rồi ngưng công đàn côi, khách về khách âm tình tôi. Tôi về tôi không đêm dài. Trời ơi, đủ rồi, đủ quá rồi nha anh Quân. Anh, trời ơi, nghe anh hát nãy giờ tôi quải chè đậu quá rồi đó nghe anh Quân ơi. Ủa, có chuyện gì chị không? Trời đất ơi, anh có biết là anh hát dở lắm không? Hát dở đến nỗi khách khứa của tôi bỏ chạy mất dép hết rồi đó. Tôi lại anh đó, anh đừng có hát hồi gì nữa cho tôi nhờ một chút được không anh? Vợ thiệt không? Ha, sao nãy tôi thấy đông quá trời đất, sao giờ không thấy ai chơi đời. Thôi, xin lỗi Út nha. Tôi không có biết đâu, anh bắt thền tôi đi. Thền sao đây? Thôi mà Út đừng có giận mà. Úi da! Gì vậy? Trời ơi, cái người đẹp mà sao giận thấy nó càng đẹp kìa mấy cha mấy mẹ ơi. Thiệt vậy không anh? Thiệt. Ai cũng nói với tôi như vậy hết trơn á. Tôi mà buồn ha thì càng đẹp càng kiêu sa đó nha.
gì vậy? Trời ơi, mà này bà tự tin hay ớn luôn vậy đó. Thôi thôi, ớ quay cho quân xin lỗi nha. Bây giờ biết lỗi rồi đó. Thôi, đừng có lấy đó nữa. Anh cứ chọc ghẹo tôi hoài à. Lỗi phải gì nữa hả anh? Mình là chòm xóm với nhau mà. Mà nè, hình như anh có tâm sự gì buồn lắm phải không? À, buồn, buồn dữ lắm Út à. Út lại đây nè, tôi kể cho mà nghe. Thôi, đứng xa xa vậy được rồi. Lại gần anh quá, bà con đi ngang thấy họ dị nghị chết viên con gái tôi hết đó. Ừ, thôi được rồi. Bây giờ Út à, như cô đã biết rồi đó, chuyện gia đình của tôi á, thiệt là buồn lắm cô à, ơi. Buồn rơi nước mắt kể từ ngày anh ba tôi anh bị bắt. Tai quả trên trời đổ ập xuống đầu tôi. Tôi muốn buông xuôi hết cho rồi. Anh ba thời anh bị làm sao, và tai quả gì lại đổ xuống đầu anh? Anh thấy cấp trên dính vào tiêu cực à, mong muốn vài lời góp ý với công ty, nhưng mà ai ngờ đâu cấp trên nổi nóng nên anh bị đầy giáng cấp xuống làm cu ly. Lãnh đạo chỉ huy ở đó đã làm gì, kết cục thế nào anh nói đi. Họ nói á, ảnh cầm đầu một nhóm nổi loạn ở công ty, từ kỹ sư trưởng của công trình anh bị đi xuống làm thủ kho. Làm thủ kho thì cũng chưa đến nỗi nào. Chưa, đó chỉ là một cái bẫy. Họ gài bẫy ảnh rồi gán thêm cho ảnh cái tội tham ô, thất thoát vật tư công trình, báo cho cơ quan công an xuống điều tra. Thế là anh vô ngồi trong khám cho tới giờ luôn. Ý, đâu có được, cái gì cũng phải có bằng chứng chứ. Bằng chứng hả? Thì đó, cả trăm tân sắc biến mất không ngờ. Cấp trên thì bưng bít bảo vệ quá ân thờ. Anh làm thủ kho, trách nhiệm quá to, vậy mới gây go. Dù tình ngay lý thiệt, cấp trên muốn thiệt, một phát là xong, có phải vậy hay không? Ê da, cô Út vừa xinh đẹp vừa thông minh xuất chúng à nha. Cảm ơn anh quá khen. Mới kể sơ sơ mà ta nói Út biết hết trơn á trời rồi đó. Trời ơi, anh Quân khen Út hoài, Út mắc cỡ muốn chết luôn vậy nè. Vậy á, mà thiên hạ cứ hay nói người mà càng đẹp, ốc càng ngắn. Sai, sai bét anh ha. Ừ, sai bét à. Cô Út vui tánh ghê vậy đó. Nhưng mà tôi kể cho cô nghe tiếp nè. Tôi khuyên ảnh hoài. Tôi nói đấu tranh thì biết tránh đâu, nhưng mà ảnh cương quyết trước sau như một. Ảnh nói ảnh luôn tin vào công lý. Ảnh thề là sẽ không e ngại trước một thế lực nào hết. Vậy có ai bên vực cho anh ấy không anh? Chẳng lẽ anh hết cách rồi sao? Anh ấy là chủ tịch công đoàn của công ty. Lúc trước thì cũng có nhiều người lên tiếng ủng hộ. Nhưng mà sau khi anh bị giam, mọi người không ai dám bước theo vết xe đổ của anh hết trơn. Tội nghiệp ảnh quá anh Quân hen. Má tôi thì buồn lo cho ảnh, nên tái phát bệnh cũ, vô bệnh viện dưỡng thương nữa rồi. Còn vợ con ảnh thì nheo nhóc đầu đường xó chợ, vì căn nhà đã bị niêm phong, rồi chuẩn bị kê biên tài sản nữa. Hỏi vậy có đáng buồn không hả cô Út? Thôi, cái gì vậy? Buồn, buồn chứ anh Quân. Buồn hả? Ừ. Rồi, bây giờ buồn thì lấy cho tôi thêm một xị nữa đi không ha. Vậy, lãng nhách hả? Thôi nha, anh sai lắm rồi á, đừng uống nữa nghe chưa. Sai gì chứ Út à? Út đừng có thấy tôi lăng tăng nên nói rằng tôi sai. Một
mình uống hết ba xị mà nói chưa sai hả? Tôi chỉ muốn quên những chuyện buồn hôm nay. Tôi muốn men cai sẽ giúp mình can đảm vào gặp giám đốc của công ty, yêu cầu công lý phải được thực thi. Thôi anh về đi, đừng đến bạo động. Làm những điều thiệt hồng giống ai, đừng quá sai rồi tỏ ra liều ăn. Hãy bình tâm mà nghe tôi can gián. Trời ơi, về ngủ đi, mai sáng có muộn gì. Không à, nhậu mới có vài ly, chưa chim út đã đuổi tôi về. Ôi bao đau xót y về, tâm sự nao nề út có hiểu cho tôi. Tôi cũng chẳng được vui nếu anh sẽ giống như ba thời. Rồi, tôi đã quyết định rồi. Đừng có nhiều lời, tôi xin cảm ơn cô nha. Ghi sổ cho tôi tiếp nghe cô Út. Dạ. Mai mốt trả luôn một lần nha. Nhưng... Bye bye người đẹp. Tôi đi đây. Anh Quân. Anh Quân. Trời đất ơi, ăn nhậu gì mà ghi sổ hoài vậy nè trời. Chiều nay lấy gì đóng tiền hụi. Mệt với cha nội này thiệt à. Lái xe kiếm tiền thì không lo, lo nhậu nhẹt hoài rồi ghi sổ. Vô đây Vô đây đi em. Lâu lâu anh em mình đi nhậu xa một bữa. Nhậu gần công ty hoài, thiên hạ họ dòm ngó quải lắm. Dạ, em thì sao cũng được. Lâu lâu mình nhậu hột vịt lộn, xả xui anh hen. Ôi trời ơi, tụi anh thì chỉ xả xui bằng gái thôi. Em có thích không? Bữa nào anh sẽ... Ồ, không, em không có thích cái đó. Không thích thì thôi, ở đây cũng xa công ty, chắc không ai biết anh em mình đâu. Thôi, anh em mình tâm sự thoải mái luôn hen. Dạ. Chủ quán đâu rồi? Ôi, cho chục vịt lộn với lít rượu đế rồi đen nha. Ok, có ngay. Một chục trứng với một lít gò đen. Ok sir. Ui chà, bà chủ quán ngó quê quê vậy mà xài tiếng Tây không mới ghê ta. Ở Việt Nam mình cứ bước ra ngõ là gặp toàn nhân tài không anh à. Bà chủ à, mau lên giùm nghe bà chủ. Dạ. Đây, mời quý khách thưởng thức món vịt lộn hảo hạng của quán nhà em. Chúc quý khách ngon miệng. Ôi chu choa ơi. Bà chủ vừa đẹp lại vừa lịch sự nghe. Chu đáo đó. Cảm ơn bà chủ duyên dáng nghe. Trời ơi, sao bữa nay ai cũng khen mình đẹp hết trơn vậy trời. Chắc nhờ cái mũi mới sửa đây mà. Ê quên. Bà chủ vô làm cho tôi một cái lẩu đuôi bò gấp gấp ngang. Nghe bà chủ. Dạ, con ngay. Xin quý khách chờ đợi trong giây lát. Dạ, em xin mời anh Hải một ly, gọi là chúc sức khỏe anh. Ok, cứ tự nhiên, để anh tự xử được rồi. Rượu đây ngon thiệt, uống đi anh. Rượu ngon hả? Làm thử coi. Công nhận rượu ngon thiệt nha. Trời ơi, quá đã luôn. Nè, ăn hột vịt lộn đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng mừng trứng đi. Được rồi, để đó từ từ, anh làm không sao đâu. Viết nè. Em làm trợ lý giám đốc được bao lâu rồi? Dạ, cũng hơn 4 năm rồi đó anh. Chà, thấy vậy mà nhanh thiệt ha. Em thấy công ty dạo này làm ăn thế nào? Có khấm khá hơn lúc trước không? Ôi trời, chỉ có anh em mới dám nói nghe.
Vì dù sao anh cũng là bạn thân của anh Tư Lân giám đốc. Em xin nói thiệt tình á, là tình hình hiện tại của công ty lắm nguy hơn lúc trước rất nhiều. Nợ thuế nợ lương tài chính ngặt nghèo đã kéo theo biết bao hệ lụy. Ngày qua ngày người đi thêm đông, chuyện bất công thì chưa bao giờ dừng lại. Bao nhiêu là đơn thư khiếu nại, em phải bù đầu vì những cái không đâu. Em công tác lâu mà sao chưa có hiểu được, chuyện của anh Tư luôn mang tầm chiến lược. Chuyện vĩ mô đâu cần trợ lý, trên dưới trong ngoài quyết định chỉ có Tư Lân. Yên thân trợ lý cho rồi, chuyện khác có người tính cẩn của tụi anh. Lỡ mai chiến lược không thành, trợ lý cũng đành theo vô tham sao anh. Ủa trời, cái thằng em mày nói chuyện gì mà xui xẻo dữ vậy trời. Vô khám là vô sao? Thôi, nâng ly uống cái đi. Nè bây giờ nè, uống cho quên cái chuyện xui xẻo của chú em mình vừa nói hen. Anh rót nha. 1, 2, 3, vô. Vậy có phải ngọt không? Nhưng sao bụng dạ em vẫn thấy lo lo anh à? Nhất là cái chuyện gài bẫy để cho anh Ba Thời vô tù. Lỗi đâu phải tại anh ấy. Anh ấy muốn đấu tranh vì cuộc sống của tất cả mọi người trong công ty thôi mà. Ôi. Nói nhỏ thôi. Ở đây tay vách mạch rừng đó. Dạ. Tất cả cũng do anh Tư Lân chỉ đạo. Anh lén lút cho người vào công ty bon rút vật tư công trình, rồi sai em chỉnh sửa sổ sách để hại anh Ba Thời ngồi tù. Em làm việc này mà trong lòng em ai nái lắm anh à. Ai nái cái gì mà ai nái? Tí tói là chuyện của con gái. Thằng em mày phải khí khái, phải thoải mái, chẳng có chuyện gì phải lo hết. Nè, vô một ly nữa coi. Bỏ đi. Uống nè. Vô. Rượu ở đây ngon à. Ngon thiệt á. Mình làm chuyện ác thì lương tâm luôn giày vò cắn rứt anh à. Thôi mà, đã nói là bỏ đi, không có bàn chuyện đó nữa. Thằng em mày lạ lùng thiệt. Nè, em nên nhớ rằng thằng anh mày với Tư Lân là hai đứa bạn thân. Muốn hay chăng thì chuyện cũng đã rồi, đừng có ái nái lằng nhằng lôi thôi. Cuộc nhậu sẽ mất vui, tâm trí rối bời, làm sao em nhậu. Thế em muốn gì? Em phải biết hết mình vì công ty, vượt qua thử thách hiểm nguy em mà. Có hiểm nguy mới suy đi tính lại, trợ lý như em phải cho trắng đen. Rồi từ từ em cũng sẽ quen. Thằng Ba Thời tại cái số nó đen, kiêu căng cao ngạo chọc ngay lãnh đạo. Giờ biết trách ai, cái kết không có hậu thiệt là khờ khảo. Em nghĩ cũng tội cho anh ấy quá. Ôi tội cái gì, nó không biết nhìn xa trông rộng thì phải chịu thôi, trách ai được. Thôi nâng ly cái nữa coi. Quá đã. Very good. Nãy giờ anh mày cũng thấy hơi tưng tưng rồi đó. Anh à, nhưng thiếu má em đã có dạy, sống ở đời phải sống sao cho tốt, đừng bao giờ hại người. Hại người chính là mình đang tự hại mình đó anh à. Thôi, ba mẹ đó, dẹp hết đi. Mày làm anh mày quạo rồi đó, dẹp mẹ mày đi. Không, anh Hải, anh cho em xin lỗi mà. Lỗi cái gì? Bây giờ sao? Mày đi chung xuồng với tụi tao mày không chịu à? Nhìn lại đi thằng nhóc, căn nhà tụi bay đang ở là của ai? Con cái của tụi mày đi học là nhờ ai? Mày leo lên cái ghế béo bở kia là nhờ ai? Nhờ ai hả? Thế mà bây giờ mày định dở thói ba gai,
mượn chút men cay rồi gây thêm chuyện, không ngừng lên tiếng đôi co, hay là mày muốn tính toán so đo? Anh đã lầm to khi cho rằng em kiếm chuyện, thật tình trợ lý như em chưa bao giờ dám bon chen. Nghĩa nặng ơn đầy kiếp này đâu dễ gì quên, mong mãi vui vầy đi về hai mũi bình yên. Khốn hồn thì hãy lặng im mà chờ xem tụi tao hành động. Đứa nào dám mở miệng ra tao thề sẽ giết sạch không tha. Trời ơi, gì mà chém giết ghê gớm như vậy? Quý khách ơi, quý khách, quán xá em nghèo lắm. Quý khách quậy như vậy chắc sập quán em quá à, quý khách sập ơi. Sập thì để bồi thường cho. Lo gì? Nè, ở đó mà thanh toán đầy đủ tiền bạc cho người ta, tao về trước đây. Nhổ nhẹt gì mày bực mình quá, bà mẹ nó. Chị cứ để đó, lát tôi tính cho. Nhớ tính nha, không tính là cục vốn quán tôi luôn á. Trời ơi, cha nội kia đi xe hơi mà trùm sọ tiếng ớ luôn à. Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn là thứ gì đâu không à. Trời ơi, không lẽ mình mãi thở mạnh mặt quay lưng cho đến bao giờ, hay phải đợi chờ điều gì đó trong mơ? Mày phải làm gì đó đi Diệp ơi, làm gì đi Diệp ơi. Một kiếp chơi vơi mang khổ hận không nguôi, mình nhẫn tâm gieo quả đến cho người, lòng chua xót nào ai hiểu cho tôi. Tía má ơi, con đã sai rồi, lạc lối giữa đời, tù tội sắp đến nơi. Tù tội, tù tội, tôi phải làm sao đây? Trời ơi, có ai hiểu cho tôi khi mắt lệ đầy rơi trong tiếng cười cay đắng? Tôi đang lạc bước quãng du giữa trời khuya đêm vắng, muốn nói tiếng ăn năn trong tôi hằng khôn cùng. Tất cả ở quanh tôi là đêm tối mịt mùng, tôi như con thiêu thân dậy dùng trong đống lửa tuyệt vọng, giữa dòng đời liếm chết với thương đau. Con tàu xoay dần đời tôi sẽ về đâu, hai người ngay dướng vào dòng lao ly, vật chất xa qua đã làm tàn phai ý chí. Tôi chẳng là tôi thằng trợ lý ương hèn. Mày hèn, hèn nhát lắm Diệp ơi. Mày dám làm mà không dám nhận, mày có xứng đáng là con người nữa không Diệp? Không, anh chưa hèn đâu, mà những kẻ lãnh đạo của anh mới hèn đó. Diệp à, kìa, anh là ai? Tại sao anh biết tôi, biết rõ chuyện làm ăn của tôi? Tôi là ai à? Tôi chẳng là ai, vì người sai chưa muốn nói, vì ngăn ngầm lòng lan dạ xoay của con người. Ngậm ngùi
sao có thể vui khi đang tâm gieo tội ác? Và tôi cũng hiểu rằng người đó rất ăn năn. Nhân quả ở đời là bất biến định phân. Dù ở trên cao tôi vẫn tin rằng trời có mắt. Sự thật dù đắng cay vẫn là sự thật. Mọi chuyện ở dương gian trời đất sẽ an bài. Anh nói gì? Anh nói gì mà tôi đây không hiểu? Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai? Tôi là ai à? Chắc anh đã ở đây và đã nghe hết mọi chuyện của chúng tôi rồi phải không? Vậy anh là ai? Anh muốn gì? Muốn gì à? Anh hãy nghe đây. Một buổi chiều mưa giữa làng thưa xóm vắng, có một người đàn bà sắp mang nặng đẻ đau. Không một bóng người biết rồi sẽ ra sao. Đơn độc dưới mưa ngâu đợi chồng đâu chẳng thấy. Một người đàn ông tình cờ quá chốn ấy đã giúp đưa bé chào đời nơi đám rẫy giữa chiều mưa. Rồi tức tốc đưa hai người ra bệnh viện. May mắn làm sao vừa kịp chuyến pha chiều. Trời ơi, lần chưa cạn một mình trong hoàn cảnh thấm hiếm là chuyện của vợ tôi và một chiều mưa gió. Mọi chuyện vừa nghe chắc là anh đã rõ. Giờ anh phải làm sao cho tròn nghĩa vẹn tình. Anh là ai? Làm sao anh biết được chuyện này? Đã hơn 5 năm rồi còn gì? Anh gì cả? Có lẽ anh đã quên. Chứ còn tôi thì làm sao tôi quên được chứ? Phú quý sang giàu đã khiến anh quên hết tất cả. Anh có biết không? Chính tôi đã giúp người đàn ông kia đưa vợ con anh vào bệnh viện. Và cũng tại nơi đó tôi đã gặp anh. Anh đã gặp tôi? Thật không? Chẳng lẽ anh là... Dần, tôi là Quân Bụi đây. Anh còn nhớ không? Quân Bụi? Đúng, đúng rồi, Quân Bụi, ân nhân của gia đình tôi đây mà. Anh Quân, còn người đàn ông đã cứu cả gia đình tôi là ai? Ở đâu vậy anh? Sau khi bọc bế vợ con anh được một quãng đường khá dài, anh ấy đã ngất đi do kiệt sức và nằm bên khoa cấp cứu. Từ đó đến nay, anh ấy không hề nhắc lại chuyện cũ nữa làm gì. Vậy anh ấy là ai? Là ai vậy anh Quân? Anh muốn biết lắm sao? Muốn? Tôi muốn biết lắm chứ. Là ai vậy anh Quân? Là người mà anh cùng ban giám đốc công ty đã ra tay ám hại. Là anh ruột của tôi. Là anh Ba Thời đó. Trời ơi, sự thật là như vậy sao anh Quân? Là anh Ba Thời sao? Trời ơi, tôi là thằng khốn nạn, hại nhầm ân nhân để bao oan nghiệt nặng quằn đôi vai. Vì ai cây cảnh đoạn trường cho đơn đau một kết cuộc buồn. Anh Việt ơi có thương xin nghĩ lại, xin hãy trở về với thực tại đau thương. Và xin giữ cho nhau niềm tin vào chân lý trong hạnh phúc giàu sang. Cũng đừng quên đi đạo lý ở trên đời. Khi chợt hiểu ra thì đã muộn màng rồi. Giờ lời hối hận ăn năn sẽ biến thành sức mạnh. Tôi khuyên anh hãy ra đầu thú trước chính quyền
và dạch mặt bọn tham quan, để đưa anh ba thời thoát khỏi cảnh cầm giam, về bên vợ con cho gia đình đoàn tụ. Dù có ra sao anh cũng nên sẵn sàng chấp nhận, còn hơn phải sống mỏi mòn trong túi hận triền miên. Anh Quân, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi cảm ơn. Cảm ơn anh đã suy nghĩ lại. Trái đất quá tròn phải không anh? Có ai ngờ chúng mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã giúp tôi trở về chính con người mình. Xin ngàn lời cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh. Quang Hô, Quang Hô trợ lý giám đốc. Ít nhất thì cũng phải như vậy chứ. Người ta là người ơn của mình mà, phải vậy không? Anh Quân ha, được không nè? Đúng không mọi người, đúng không đâu? Hay sao? Ủa, sao không ai nói vậy trơn vậy, con mình tôi nói vậy? Chị cũng biết hết rồi hả? Biết hết chứ. Ui, không phải tôi rình nghe trọ mà nghe. Tại cái ông anh kia lớn tiếng quá chứ bộ. Anh Quân, tôi sẽ đi tự thú ngay trong nay mai. Mọi chứng cứ giấy tờ tôi đều thu thập đầy đủ, nhưng còn để trong công ty. Anh cứ yên tâm. Vâng, tôi chúc anh thành công. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Tôi đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Khoan đi đã. Trời ơi, trả tiền quán xá cho tôi chứ. Cái anh gì đó ơi. Trời ơi. Thôi hả? Chị Út, để tôi trả luôn cho nè. Gì vậy? Ghi sổ tiếp tục hả? Trời ơi, buôn bán như vậy là chết tôi rồi bà con ơi. Thôi mà chị Út. Trời ơi, cái gì vậy? Nó thả dê hả? Buông tôi ra, buông ra đi. Bớt người ta có người em tôi. Thả dê nè bà con ơi, bớt người ta. Trời ơi. Ô kìa. Việc khỏe không em? Công việc hôm rày vẫn ổn phải không? Dừng. Cảm ơn anh. Mọi việc vẫn bình thường anh à. Nè, cái chuyện hôm trước anh xin lỗi nha. Anh mà có chút xíu rượu vô là cái tính anh nóng dữ lắm. Chắc em không phiền anh phải không? Không có gì đâu anh. Hôm đó em cũng có lỗi. Em uống cũng hơi nhiều nên nói năng lung tung vậy mà. Hôm đó anh la lối ôm sùm vậy. Bà chủ bà có nghe gì không ta? Giờ nghĩ lại anh thấy mình ngu thiệt á. Không, anh yên tâm, bà chủ không biết gì đâu. Vậy thì ok. Việc nè, chuyện của ba thời, anh Tư Lan không muốn lùm xùm nữa, cho nên ba cái giấy tờ liên quan đến hắn em hãy gom về đem hết cho anh. Chúng ta cần giải quyết nhanh cái vụ này. Tuần sau ông tổng ghé xuống đây thanh tra mọi chuyện thiệt chẳng hay chút nào. Chuyện này em đã biết từ đầu, thế nào rồi cũng có hôm nay, nên em đã chuẩn bị ngay khi cần. Em đã gửi xếp Tư Lân đem cất mọi chứng từ sổ sách liên quan. Mong rằng tất cả sẽ vô can, công ty ta vẫn bình an như thường. Em cũng tin rằng công ty mình sẽ bình an vô sự. Anh Tư Lân đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi anh à. Phải vậy chứ. Vậy là anh yên tâm rồi. Bây giờ anh ngồi đây trực văn phòng giúp em một chút. Em ra ngoài có việc. Ừ, em đi đi. Nhanh nhanh rồi về nha. Dạ, cảm ơn anh. Em đi đây. Ôi, thanh cha với thanh mẹ cái gì. Các bố xuống đây là chỉ muốn kiếm phong bì thôi. Chắc mẩm là vậy. Nhưng mà mình phải đề phòng thôi. Cẩn tắc vô ái nái mà. Thật không ra cái đám ôn gì hết. Bực bội quá đi. Chú Việt đâu? Chú Việt đâu rồi? Ra đây biểu coi. Kìa, có chuyện gì mà bực dọc vậy anh Tư? Chú Việt mới về ra ngoài rồi. Ủa, chú Hải đâu hả? Dạ.
có một thằng dở hơi cứ nhất quyết đòi vào gặp tôi để tính sổ chuyện của ba thời. Đuổi hoài nó không đi. Bố khỉ, thằng nào mà to gan vậy? Hắn là ai vậy anh Tư? Hắn là thằng quân bụi tài xế taxi chứ đâu, có xa lạ gì đâu. Nè, nó chính là em ruột của ba thời, nhất quyết ngồi ăn cua đủ với tôi. Nó thề sẽ kiện cáo đến nơi để cứu ông anh ra khỏi lao tù. Tôi cảm thấy như hắn căm thù tôn đồ, đôi mắt trừng lên thật là dễ sợ. Vậy còn bảo vệ công ty, chúng nó đâu sao để chuyện như vậy. Bảo vệ thì đứng đầy mà hắn đâu có ngang, đạp cửa xông vào quyết tìm tôi để thanh toán. Để hắn vào đây tôi sẽ dạy cho nó một bài học xứng đáng. Thôi đừng, chú cứ để cho anh đưa nó vào trong mình giải quyết mới nhanh. Chắc là anh Tư có cách giải quyết em đẹp rồi phải không? Có chứ. Cho nó vào đây rồi bí mật báo công an, kép nó vào cái tội trà trộn vô công ty để trộm cắp là xong ngay. Hai anh em tụi nó có dịp gặp nhau ở trong tù. Tuyệt tuyệt. Anh Tư thật là tuyệt cú mèo. Chú Hải này, ba có chuyện sổ sách giấy tờ liên quan đến vụ án của ba thời, chú giải quyết tới đâu rồi? Ủa, thằng cu Việt nói rằng chuyển hết cho anh rồi mà. Chuyển đâu mà chuyển, không hiểu nó giữ để làm cái gì nữa. Mấy cái thứ đó mà lộ ra chúng ta không có yên đâu. Chú tìm nó hỏi và giải quyết ngay cho tôi. Ok, anh Tư yên tâm, để tôi lo cho. Tư Lân, Tư Lân đâu? Ê ê ê ê, cái thằng ôn dịch kia, mày đi đâu vậy? Đi đâu mà như chỗ không người vậy? Cho tôi gặp Tư Lân. Gặp đi làm gì? Để làm gì à? Để hỏi cho ra lẽ rằng anh ba tôi có tội tình gì. Sao mấy người tù dâm chẳng nghĩ suy? Ông hãy nói đi, Tư Lân trốn đâu rồi? Ăn nói lôi thôi có chừng mang quà. Ai đồ giật ai, đừng có ở đó mà hồ đồ. Công ty của Tư Lân từ trước tới giờ không thúc tích mập mờ, chưa trù dập một ai. Anh đã hiểu sai, còn có ra nông cạn. Ba thời với tôi trước sau cũng là bạn, lý do gì mà bảo tôi trù dập chứ? Còn ngang ngược xông vào lớn tiếng với chúng tôi. Tâm địa chúng bay tao đã biết hết rồi, đừng có nhiều lời giải thích phân tua. Tao vào đây không phải để đùa, đừng hòng đổ thừa dù không anh trai tao. Ây cha ây cha, sao mà mày với tao ở đây mất lịch sự quá vậy? Bây giờ sao, mày muốn gì đây? Hải, chú để đó cho anh. Tôi khuyên anh nên về đi. Chuyện của ba thời đã có pháp luật giải quyết rồi, không liên can đến chúng tôi đâu. Không, hôm nay tao thề sẽ vạch mặt tất cả tội ác của chúng mày. Không xong, tao nhất định không về. Thế thì tôi buộc lòng phải gọi điện báo công an. Gọi đi, gọi công an đi. Nếu chúng mày không gọi thì tao cũng sẽ gọi. Tóm lại, anh muốn gì đây? Anh định đối đầu với chúng tôi à? Chưa có đủ sức đâu, hãy biết lượng sức mình chứ. Từ lần ngày tàn của ông đã đến rồi mà ông chưa biết hay sao? Bà mẹ đó, bây giờ mày muốn gì? Mày nói đi. Tao muốn kể từ đây bè lũ chúng bay sẽ ngồi chung một khăm. Muốn sự thật trắng đen sẽ phơi bày ra ánh sáng, giải nỗi oan khiên cay đắng của anh mình.
quan khiên à. Chúng bay hãy nghe tao kể hết tôi tình. Anh tự tin quá, anh tưởng mình là ai? Là ai mà dám đến đây một mình lớn tiếng với chúng tôi? Công an nào mà dám bắt anh Tư? Còn mày, mày cứ im đi, vô tù rồi hãy nói. Bằng chứng tao có trong tay, chúng bay đừng mong trôi khám lạnh. Ngoài kia đang chờ đợi chúng bay vào. Nói chuyện cứ y như là trong phim Hồng Kông. Nè thằng nhóc, mày có bị thần kinh không đó? Thần kinh à? Chúng bay chưa thấy quan tài nên chưa biết đổ lệ mà. Ôi trời, anh Tư, nó nói tụi mình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kìa. Trời ơi, thằng này nó bị thần kinh nặng lắm rồi thằng nhóc. Tôi thật không hiểu lý do gì mà anh cứ quên quan xông vào tận nơi đây, rõ ràng là quá dài. Dài à? Tao thật là khuyên chúng bay nên dừng lại, đã đến bước đường cùng rồi, không giấu mãi được đâu. Hãy dắt tay nhau mà bước vào nhà đá, bởi tội ác chúng bay công an đã tận thường. Tao xin báo một tin buồn là tất cả hồ sơ tham nhũng tham ô đều nằm trong tay anh Việt. Trời, anh Việt! Và lát nữa đây chúng bay sẽ biết tất cả, sẽ trở về giành mặt hết bọn bay. Trời trời, thằng Việt, nó dám làm cái chuyện này sao? Chết rồi Hải ơi Hải. Anh Tư, không tin thằng này được. Nó hù võ thôi anh Tư, đừng có tin nó anh Tư. Đó, có nghe gì không? Tin chưa? Trời ơi, công an, thằng Việt, nó bán đứng tụi mình thiệt rồi anh Tư ơi. Làm sao bây giờ? Không. Không thể nào. Không lẽ sự nghiệp của mình kết thúc tại đây sao? Không. Trời ơi. Đó, tụi bay thấy chưa? Công lý và sự thật bao giờ cũng chiến thắng cái ác. Chuẩn bị gỡ lịch đi là vừa.